Kênh VMT27 xin chào mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ đánh giá về một cái loa cũng khá là hay. Đó. Loa có tên là SK1096. Mình mua với giá là 160k. Tuy nhiên là lúc mua về thì nó sẽ có cả hộp, bốc và giấy tờ, nhưng mình đã bỏ mất đi rồi. Mình cũng dùng một thời gian nào, giờ còn một cái loa thôi, thì mình xin chia sẻ qua mọi người. Thì cái loa này nó sẽ có kích thước chiều ngang này là 9 cm, 9,5 cm, chiều dài này là 13 cm và chiều cao của nó là 26 cm. Loa khá là nhẹ, chưa đến nửa cân, cầm khá là nhẹ. Nhưng mà tuy nhiên về ngoại quan thì các bạn có thấy ạ, nhìn nó khá là chắc chắn và hầm hố, và thực tế thế đấy. Khá là chắc chắn, hầm hố đấy. Đấy. Chi tiết về cái loa nhé. Đây. Ở trên đỉnh loa thì nó sẽ có một số cái nút chức năng, bao gồm một là cổng nguồn. Cổng nguồn này thì vẫn đang sử dụng cái chân jack cắm cũ, cái loại micro USB, điện áp là 5V đầu vào. Yeah. Tiếp đến là có một cổng USB. Tiếp đến có một cái khe thẻ nhớ. À, có một lẫy gạt bật tắt nguồn và một cái mic cắm micro. À, quên chia sẻ cho mọi người ạ. Thì khi các bạn mua cái loa này thì 160k đấy thì sẽ bao gồm loa. Đấy. Và có cả một cái mic này nữa. Đấy, tẹo mình sẽ đánh giá cái mic sau. Và vẫn có cả phụ kiện sạc. Thế là cũng là khá là đầy đủ. Thì cái này vậy là ngoài cái việc là chúng ta có thể kết nối bằng Bluetooth để phát nhạc, thì còn có thể là sử dụng thẻ nhớ có sẵn, có nhạc sẵn cắm vào đây để nghe nhạc. Hoặc không nữa là các bạn có thể sử dụng USB hoặc là những cái cổng kết nối với các thiết bị nguồn nhạc khác qua cái cổng này. Khá là hay. Còn đây là cái jack để cắm mic, tẹo mình sẽ test sau. Trên đầu loa thì nó sẽ còn có cả một cái, đây là cái tay cầm. Thì cái tay cầm này ngoài cái chức năng chỉ sách không thôi thì nó sẽ còn một cái chức năng nữa. Đây, các bạn có nhìn thấy không, có một cái khe đây không ạ? Đó. Cái khe này nó sẽ giúp cho các bạn có thể là để điện thoại được lên đây. Đó, rất tiện lợi. Đây, các bạn nhìn nhé, cái khe này. Các bạn có thể để điện thoại lên. Đó, nhìn rất là chuyên nghiệp và đẹp đúng không ạ? Thế để làm gì ạ? Khi mà các bạn nghe nhạc thì các bạn để đây. Hoặc là cái loa này, các bạn cần hát hay là cần xem cái gì mà muốn phát ra loa thì vẫn có thể xem được, vẫn có thể nhìn được. Rất là hợp lý, thiết kế rất tốt. Đó. Về phần thân loa, đây là mặt chính diện của loa. Sẽ có tên thương hiệu, tên loại loa, model. Tiếp đến là một cái nút chữ M đây ạ. Nút chữ M này là cái nút chuyển đổi giữa nghe đài FM và nghe nhạc bình thường. Đó là cái nút chuyển đổi. Nút tiếp theo, các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng đấy ạ. Biểu tượng dịch lùi lại và có một cái dấu trừ. Thì đây, lùi lại và dấu trừ, có nghĩa là cái nút này nó sẽ có hai chức năng. Nếu bạn ấn một lần như này thì nó sẽ là tua bài về, nghĩa là lách về, chuyển về bài trước. Còn nếu bạn giữ như này, giữ nút này ấn, thì nó sẽ có nhiệm vụ là giảm âm lượng. Còn nút thứ ba từ bên trái sang đây ạ, nó có biểu hiện hình mũi tên và hình hai sọc này. Đây là cái nút để dừng hoặc là lại phát nhạc lại. Có nghĩa là ví dụ các bạn đang làm gì đó, các bạn muốn dừng nhạc, các bạn ấn nút này. Sau đó các bạn muốn nghe lại thì các bạn ấn lại nút này. Và thứ ba, nút cuối cùng, nút thứ tư, nút cuối cùng là cái nút mà next bài, chuyển sang bài kế tiếp. Hoặc là nếu mà nó sẽ đối ngược với nút này, ấn một lần là chuyển sang bài kế tiếp, hoặc ấn giữ thì sẽ là tăng âm lượng. Tiếp đến phần trung tâm của loa, đây các bạn nhìn,
nhìn thiết kế khá là hầm hố và được bọc cái loại lưới bằng thép, nhìn khá là trẻ trung và hiện đại. Có hai đầu loa, loa trên và loa dưới. Đấy, trong này nó sẽ còn có cả đèn led. Nhưng tuy nhiên là tẹo nữa mình sẽ bật nguồn lên, các bạn sẽ thấy sẽ có đèn led. Đây nó cũng thế, một dải nhựa nhỏ này cũng là đèn led dưới thế. Về thân loa đây thì là nhựa, nhựa khá là cứng cáp và mình đánh giá là độ hoàn thiện rất tốt trong cái tầm giá này. Ngoài các bạn để đứng như này, các bạn có thể để nằm như này, để nằm như này, hoặc có thể để ngửa ra. Đấy, các bạn thấy mình đặt để rất mạnh đúng không ạ, rất là thoải mái. Cái loa này về cái thiết kế của nó và cái công năng của nó rất phù hợp để cho các bạn mang ra ngoài, để ví dụ như là những cái nơi đông người hoặc là đi picnic tụ tập có thể xách theo, vì nó nhẹ và nó có cái độ cứng cáp của nó khá là ổn và giá thành nó cũng rất là rẻ. Không may có làm sao thì chúng ta có thể hoàn toàn không cần phải tiếc quá, tại vì giá nó chỉ có hơn 100.000 một xíu thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ đánh giá về cái chất lượng của loa nhé. Đây, đây là cái nút công tắc gạn nguồn, mình sẽ bật lên. Đấy. The Bluetooth device is ready to pair. Đấy. Loa rất là to đúng không ạ? Sau khi mà vừa bật nút nguồn này xong lên thì các bạn có thể thấy đây, đèn nháy đấy ạ. Cũng khá là đẹp, nhìn nó rất là chuyên nghiệp và trẻ trung đúng không ạ? Tuy nhiên cái loa này nó có một cái nhược điểm, đó là nhạc, đó là đèn nó chỉ nháy theo cái điệu có sẵn của nó thôi, chứ nó không nháy theo nhịp nhạc. Khá là đáng tiếc một xíu này. Nếu mà nó nháy được theo cái điệu nhạc, nhịp nhạc nữa thì nó sẽ hay hơn khá là nhiều. Đấy, nó chỉ nháy theo một số cái điệu như này thôi. Và các bạn nếu mà không muốn ví dụ nghe ban đêm mà không muốn tắt đèn đi thì không tắt được nhé, rất tiếc là thế, không tắt được. Và nếu mà mình úp xuống này thì chất lượng loa nó sẽ giảm, tại vì đèn nó cùng với mặt loa luôn. Đây cũng là một cái nhược điểm. Rồi, giờ mình sẽ kết nối nhé điện thoại của mình, bật chế độ Bluetooth thì kết nối rất là dễ. Đây, đây chính là cái loa đấy, BT speaker. The Bluetooth device is connected successfully. Đó, các bạn có thể thấy là nó bắt rất là nhanh. Giờ mình sẽ phát thử đánh giá chất âm, phát nhạc thử để đánh giá chất âm của cái loa này nhé. Thứ nhất là một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Loa nghe rất là rõ ràng, trong. Đấy, đó là bao gồm những âm thanh đơn và nhạc nhẹ nhàng. Còn chúng ta sẽ đến với một cái bài nhạc mà nó sẽ tiết tấu nó sôi động hơn một chút nhé. Đối với cái loại nhạc mà nó sôi động hơn thì chúng ta có thể thấy là chất bát của nó cũng không phải là khỏe lắm và nó nghe nó hơi rời rạc so với nhạc. Tuy nhiên đây chỉ là trong một cái mức giá nó rất là rẻ. Đấy, và nó bao gồm nhiều cái tính năng, vừa là có thể bắt được Bluetooth để phát nhạc này, vừa có thể là thể nhớ cũng có này, hoặc là để hát. Quan trọng nhất là có thể là còn hát được karaoke nữa. Thì mình thấy này là mình sẽ không chắc chắn luôn ấy, mình sẽ không thể nào đòi hỏi quá cao được về cái chất lượng âm thanh của cái loa này. Tuy nhiên nó rất phù hợp cho các bạn, gọi là thứ nhất là để vui vui chơi chơi thôi, thi thoảng là mình bật lên mình nghe này, hoặc là hứng hứng lên anh em ngồi đi picnic, ngồi nhậu với nhau, có thể là cắm thêm cái mic để hát tạm thời này. Đấy, sách đi đâu sách đi đó đấy. Một là nó phù hợp thời trang, hai là nó cũng khá là bền chắc. Quên, vừa nãy chưa nói về pin. Thì đối với cái pin này thì mình cũng đã test thử. Nó sẽ, nếu các bạn nghe nhạc liên tục này,
với cái mức âm lượng vừa phải thể lên tới được tầm 4 tiếng. Còn nếu mà hát cả karaoke hay là tăng giảm âm nhạc liên tục thì nó sẽ giảm hơn khoảng độ còn 3 tiếng. Khá là lớn đúng không ạ? Khá là nhiều, mình thấy như này là khá là nhiều. Thậm chí là cái loa này mình đã để mình sạc xong mình lấy rất lâu, khoảng độ hơn 1 tháng nay mình không dùng, hôm nay bật lên thì vẫn còn điện. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ test về một số cái tính năng của cái loa nhé. Đấy, giờ mình sẽ, đây là nút thứ nhất, là cái nút vừa nãy mình bảo nó sẽ chuyển sang chế độ radio, chế độ đài FM đấy, đài, ấn FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Thì khi chuyển đấy thì khi bạn ấn cái nút này, đấy, nó sẽ chuyển lên đài FM luôn, nhưng sóng thì mình hơi kém. À, bên cạnh đó thì mình sẽ nói thêm cho những ai mà muốn nghe đài FM. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuyển, ấn cái nút M này để chuyển từ nghe nhạc bình thường sang đài FM. Còn cái việc dò sóng ấy thì nó, các bạn sẽ dùng hai nút này, nút thứ hai và nút thứ tư, để ấn sang trái, ấn sang phải để dò tần số sóng của nó nhé. Đấy, khi nào mình dò được thì mình sẽ dùng mình nghe. Ở đây mình sẽ test cái tính năng là test qua cho các bạn thôi. Tiếp đến, đây, đây là cái tính năng mình có thể mình chuyển bài cho các bạn xem nhé. Đấy. Đó, chuyển sang bài khác đúng không ạ? Đây, đây, chuyển về bài cũ, còn đây là mình sẽ dừng nhé. Đấy, dừng nhạc, ấn lần nữa. Đấy, phát lại nhạc. Còn nút này là nút tăng nhạc. À, nút, đây mình giảm âm lượng nữa này. Đây các bạn thấy không? Đó. Khi các bạn ấn một lần thì nó chuyển bài hát về, còn khi bạn ấn giữ thì nó sẽ là giảm âm lượng. Khá là hay. Còn đây là cái nút tiếp theo, là cái nút mà chuyển bài hát sang bài kế tiếp, và nếu giữ ấn giữ thì tăng âm lượng. Các bạn tiện nhé. Đó, chuyển sang bài khác đi ạ. Còn nếu mà ấn giữ nhá, vừa nãy các bạn có nghe thấy một tiếng bíp ạ. Nếu các bạn mà tăng âm lượng lên mức cao nhất, to nhất ạ, thì nó sẽ có cái nút cảnh báo như thế. Đây mình giảm đi. Rồi ạ. Về cơ bản cái loa thế. Tiếp đến là về cái mic. Rồi, cái mic này, cái mic đi kèm nhé. Trong tầm giá 160k nhé. Mic thì cũng không có gì, đơn giản thôi. Nhưng mà cũng khá là chắc chắn và màu sắc khá là đồng bộ với cái loa này. Rồi, bây giờ mình sẽ test đến cái tính năng hát karaoke của nó nhé. Đây, cái đầu cắm đấy ạ. Các bạn sẽ cắm vào đây. Gạt mic on lên. Đây, đang ở chế độ tắt, bật lên. Đây, mình sẽ nói trực tiếp nhé. Alo, alo, alo. Đó, các bạn có thể thấy là một cái nhược điểm của cái mic này này. Đó, nếu như mình để xa như mày nói thì nó sẽ không bắt được, mà các bạn phải dí sát mic vào phía miệng mình, và thậm chí nó phải để thẳng như này thì nó mới bắt được âm lượng tốt nhất nhé. Chứ nếu để xa như này các bạn nghe thấy không nói được. Mình phải để gần miệng. Alo. Đó. Mình phải để gần miệng như này thì mới nghe được. Cái khá là hay là nó cũng có cái nhận dạng và điều tiết được cái âm lượng của mình nhé. Thì khi giọng mình nói này, đấy, nó cũng có một chút là ngâm. Nó ngân hơn. Đấy. Thì nó sẽ phù hợp cho các bạn khi các bạn hát karaoke. Alo, alo, alo. Đó. Giờ mình sẽ test thử khi mà có thêm nhạc vào nhé, xin lời nó sẽ như thế nào nhé. Alo.
Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là tăng âm lượng nữa. Alo, alo. Alo, alo. Alo. 1, 2, 3, 4. Đó. Thì gọi là để chơi chơi và tạm chấp nhận được. Thì tổng kết lại thì mình xin đánh giá về cái loa này. Thứ nhất là về giá khá là rẻ, chỉ có 160.000. Thứ hai là về hình thức đẹp, chắc chắn và cũng khá là tiện lợi và đầy đủ các tính năng, bởi Bluetooth có cả thẻ nhớ rời cũng được, mà có cả cổng kết nối cũng có. Và một cái khá là ưu điểm khác đó là có cả phục vụ hát karaoke và đi kèm cả mic luôn khi bạn. Cái thứ hai về ưu điểm về thời lượng pin của nó khá là tốt, rơi vào tầm khoảng độ từ 3 đến 4 tiếng, phù hợp cho các bạn mang đi chơi, đi picnic dã ngoại ở ngoài rất là tốt. Cái thứ ba ưu điểm đó là về cái chất lượng âm thanh, thì nghe ở với cái tầm giá chỉ có 160.000 thôi thì mình nghĩ là chấp nhận được. Và nó sẽ rất là hay. Một cái ưu điểm mà cũng khá là lớn đấy, là ngoài việc nghe nhạc thì chúng ta có thể là nó phục vụ các bạn là kết nối với nhau được bằng cách hát karaoke. Còn về nhược điểm của cái loa này, thứ nhất nó đang vẫn sử dụng cái cổng kết nối khá là thuộc dạng là cũ ngày xưa. Có thể một số bạn bây giờ là sẽ đang sử dụng cái loại nhiều bây giờ là cổng tai si nhé. Cái thứ hai là nó không có tính năng chống nước, có nghĩa là khi các bạn mang ra ngoài thì cũng phải hết sức lưu ý khi mà trời mưa trời gió. Cái thứ ba là về cái phần đèn nháy không thể tắt đi được, mà chỉ có khi nào tắt hẳn loa thì nó mới dừng được đèn. Và nữa là cái đèn này nó không nháy theo nhịp nhạc. Phần thứ tư, cái chất lượng nhạc của nó khi mà chất lượng bass ấy, chất lượng âm trầm của nó cũng không được phải là tốt nhất và nó hơi rời rạc với nhau, nghe nó cũng gọi là đủ nghe đủ dùng rồi. Đó, đấy là một số cái ưu và nhược điểm của cái loa này mình mới mua về và mình thấy là dùng để chơi chơi vui vẻ như này và giá như này là khá là ok, các bạn nên thử. Xin cảm ơn.